Apple dự kiến sẽ phát hành một chiếc iPhone mới để kế nhiệm iPhone 13 có thể được gọi là iPhone 14 vào năm tới. Điều này đã có một khởi đầu sớm trên nhà máy tin đồn. Với những tin tức đầu tiên đến trước khi iPhone 13 thậm chí ra mắt. Nhưng vì nó đã quá xa nên những điều nhỏ nhặt mà chúng ta đã nghe được có thể sẽ phát triển và thay đổi trong năm tới. Điện thoại mất nhiều thời gian để chế tạo và các điều kiện như đại dịch đang diễn ra và tình trạng thiếu chip vẫn có thể buộc phải thay đổi kế hoạch trước khi ra mắt. Vì vậy hãy chuẩn bị mọi thứ ở đây với một chút muối. Hiện tại, đây là mọi thứ chúng ta mong đợi cho đến nay từ iPhone 14 tiếp theo. Giá cả và ngày phát hành iPhone 14 như với tất cả các iPhone của Apple trong quá khứ, chiếc iPhone tiếp theo dự kiến sẽ ra mắt vào hoặc khoảng tháng 9 năm 2022. Việc Apple sẽ tổ chức một sự kiện ảo như 2 năm qua hay có buổi ra mắt trực tiếp đầu tiên sau nhiều năm là điều chúng ta có thể làm được tê nói bây giờ. Về giá cả, không rõ liệu Apple sẽ giữ nguyên cấu trúc giá như dòng iPhone hiện tại hay sẽ chuyển kích thước iPhone thông thường xuống một bậc để phù hợp với iPhone 14 Max được đồn đại. Dù bằng cách nào, Apple cũng có thể bắt đầu iPhone ở mức khoảng $699 với giá sẽ ở mức trung bình $1,000 tùy thuộc vào cấu hình. Thay vào đó, Apple có thể sẽ phát hành iPhone 14 Max mới. Phiên bản 6,7 inch của iPhone 14, đây sẽ là kích thước tương tự như mẫu iPhone 13 Pro Max hiện tại và cung cấp màn hình lớn hơn và pin lớn hơn và hoàn hảo. Dành cho những người muốn trải nghiệm iPhone màn hình lớn mà không phải trả phí bảo hiểm cho máy ảnh tốt hơn của mẫu Pro. Thiết kế iPhone 14 tùy thuộc vào người bạn yêu cầu. iPhone 14 sẽ có một bản cải tiến thiết kế sẽ thay đổi giao diện mà Apple đã ưu ái cho 4 thế hệ iPhone gần đây nhất hoặc đơn giản là nó có thể giống hơn. Các kết xuất do người dò dỉ John Prosser đệ trình gợi ý rằng Apple sẽ áp dụng thiết kế đục lỗ vốn được ưa thích bởi điện thoại Android. Điều này có nghĩa là loại bỏ phần tai thỏ mang tính biểu tượng hiện nay và sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình thay cho Face ID hoặc triển khai Face ID dưới màn hình. iPhone 14 cũng có thể giữ các cạnh vuông vắn và các nút kéo dài mà Apple đã giới thiệu với iPhone 12 và lần đầu tiên có thể không có camera ở phía sau. Kết xuất của Prosser được hỗ trợ bởi báo cáo trước đó từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo có uy tín của Apple, người cũng tuyên bố rằng Apple sẽ loại bỏ notch trên các mẫu iPhone 2022. Tuy nhiên, một báo cáo thay thế từ một nguồn khác đã dự đoán rằng Apple sẽ lại giảm phần tai thỏ như đã làm với iPhone 13, nhưng nó sẽ không áp dụng thiết kế đục lỗ. Khi nói đến các báo cáo về thiết kế, thật khó để biết điều nào nếu có trong số những tin đồn này là sự thật cho đến khi ra mắt. Điều đó nói rằng, với các nguồn cho thiết kế ít nốt và nguồn mỏng manh cho một thiết kế có khía, nhiều khả năng iPhone 14 Pro không xuất xưởng với thiết kế mới. Camera iPhone 14 Apple đang xem xét một máy ảnh 48 megapixel cho iPhone 14, công ty đã gắn bó với 12MP cho một số iPhone gần đây. Vì vậy máy ảnh chính 48MP sẽ là một sự gia tăng khá lớn và cho phép thực hiện các thủ thuật như lấy mẫu quá mức mà điện thoại thích các Pixel 6 và Galaxy S21 đã sử dụng. Kuo cũng nói rằng iPhone mới có thể hỗ trợ video 8K, tiếp tục thúc đẩy Apple trở thành nhà vô địch về quay phim di động. Điều đó thật thú vị vì Qualcomm gần đây đã phát hành Snapdragon 8 Gen 1. Bộ vi xử lý hàng đầu mới của hãng hỗ trợ đặc biệt quay video 8K HD và một loạt các tính năng nâng cao AI khác để chụp ảnh trên điện thoại thông minh. Quả bóng đang ở tòa án của Apple để đáp trả bằng chip Bionic nội bộ của chính họ. Nâng cấp máy ảnh khác cho iPhone 14 được đồn đại là hỗ trợ lấy nét tự động trong máy ảnh siêu rộng. Mặc dù Apple đã triển khai điều này cho iPhone 13 Pro, nhưng nó sẽ đến với tất cả các mẫu trong dòng sản phẩm iPhone 14. Cho phép ngay cả những người mua iPhone rẻ hơn cũng có thể chụp được những bức ảnh rộng sắc nét hơn.
Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.